Xin chào các bạn. Từ từ nha. Được rồi. Thì câu chuyện ngày hôm nay là mình đã định làm YouTube từ rất là lâu rồi. Và như các bạn cũng đã biết thì thời gian là có thừa, mà năng lực mình lại có hạn. Thế nên là dự định đã đặt ra sang một bên. Cho ngày hôm nay thì mình tìm được một YouTuber mà video của anh ấy vô cùng bánh cuốn đấy mọi người. Đến mức mình sẽ biết tất cả video của anh ấy trong một hôm. Hoặc đơn giản là bởi vì anh ấy làm video có mấy tháng nên số lượng không quá nhiều để mình sẽ biết trong một ngày. Từ từ để tua lại một tí nha. Đây đây, dừng ở đây. Em các bạn có nhìn thấy không? Đây là hậu quả của việc ngủ muộn đấy. Các bạn hãy ngủ sớm lên nha. Thế là ngọn lửa làm YouTube trong mình đã bừng bừng trở lại. Đáng buồn là đi cùng với ngọn lửa đó lại là một sự thật không thể chối cãi được rằng mình vẫn chưa đủ khả năng. Để gửi đến các bạn những video chỉ chú nhất có thể mà người xưa đã dạy rồi, muốn xây một ngôi nhà vững chắc thì phải có những viên gạch vững chắc. Vừa câu đến mình tự nói. Nhưng mà thật sự thì mình nghĩ là mình không muốn bắt đầu sự nghiệp YouTuber của mình với những video cho qua cho xong ấy. Nên mình đã làm cái video này để hỏi các bạn nếu sau này, trong tương lai, chắc không xa lắm đâu, mà mình đã có thể có đủ khả năng quay những cái video không bị như thế này ở bốn góc kiểu không chấm thật sự. Rồi content thì sẽ được đầu tư đàng hoàng chứ không ngẫu hứng như mấy cái vlog mình hay up trên Instagram. Nói chung là một kênh YouTube chất lượng đấy. Thì các bạn có subscribe cho mình không? Dù câu trả lời có là thế nào đi chăng nữa thì mình mong rằng mình trong tương lai sẽ hoàn thành được tâm nguyện của mình ngày hôm nay. Hoặc là không bao giờ đâu, vì mình lời thật sự đấy. Video của mình kết thúc tại đây. Mình tạm biệt các bạn. Wait. Nói nốt. Stay at home nha cả nhà. Mình không tìm được cái nào có khẩu trang cả nên mình dùng tặng Cushin. Cushin chào cả nhà đi con. Con chào cô chú, con chào các bạn. Bye. 3 days later. Chào các bạn. Đây là lần quay trở lại thứ hai của mình sau lời chào tạm biệt ở cuối cùng video mà như các bạn tưởng thì nó đã hết rồi. Video của mình kết thúc tại đây. Mình tạm biệt các bạn. Nhưng mà mình thật sự cảm thấy chúng ta cần nói chuyện. Có một cuộc tâm sự mỏng. Đó là ban đầu thì mình chỉ quay cái video này để up ở trên Instagram của mình thôi. Tiện thể đây là Instagram của mình hoặc ở đây. Các bạn hãy follow mình nha. Đấy, thì mình chỉ định up trên Instagram của mình như một lời hứa. Làm sao để mình sẽ hoàn thành tâm nguyện của mình, đó là có một kênh YouTube riêng. Nhưng sau thì mình nhận ra rằng nếu mình không làm bất kỳ cái gì cả ngoài hứa thì mình sẽ chẳng làm gì hết. May là mình nhận ra lời sớm. Mà mình lại sớm và học tập theo một lời dạy rằng nếu không đặt bước chân đầu tiên thì dù cuối con đường có là hoa hồng hay bậc thẳm, bạn sẽ không bao giờ biết được đâu. Không bao giờ. Chính vì vậy, video này đã ở đây để thể hiện quyết tâm cao độ của mình, cũng như đánh dấu bước đầu cho kênh YouTube của riêng mình. Vỗ tay. Mình thật sự tự hào về mình lắm á. Vậy chốt lại vấn đề, nhớ subscribe cho mình nha. Lần này là subscribe rồi đấy. Cuối cùng thì mình sẽ sớm quay trở lại thôi. Dù mình không biết là khi nào nhưng chắc là rất sớm. Bởi vì các bạn biết mà, mình sẽ không để được con thần của mình bị chết yếu đâu. Vậy nhé.